Từ Hy Thái Hậu bị một tên cướp khét tiếng làm nhục, nổi giận ban hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử. Ngang nhiên làm nhục Từ Hy Thái Hậu bằng lời nói, tên cướp phải chịu hình phạt đáng sợ chưa từng có trong lịch sử Trung Hoa. Kể từ đó, không một ai dám bất kính với bà. Thời nhà Thanh có một tên cướp khét tiếng chuyên hoành hành khắp khu vực Bắc Tân, Bắc Kinh Thiên Tân, nơi quy tụ đông đảo thương nhân, thôn trang giàu có và là trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc thời bấy giờ. Hắn tên là Khang Tiểu Bát, biệt hiệu là Khang Bát Thái Gia, còn thường được gọi bằng cái tên khác là Ngô Đầu Chọc. Từ nhỏ tính tình của Khang Tiểu Bát đã lỗ mãng, đến khi lớn lên hắn chuyên đi bắt nạt, ức hiếp người khác không kể gái trai. Không những không bị bắt, hắn còn được một tên phú hào đến từ Bắc Kinh mời về làm bảo vệ với thù lao hậu hĩnh, còn cấp cho một khẩu súng ngắn để phòng thân. Không ngờ Khang Tiểu Bát lại được đà tung hoành khắp nơi khiến phú hào vô cùng hối hận, đòi hắn trả lại khẩu súng. Trong lúc tranh chấp, tên cướp này đã bắn chết chủ nhân của mình rồi trở lại với nghề ăn cướp. Một lần khi nghe tin triều đình vận chuyển một số tiền lớn về Bắc Kinh, hắn đã lên kế hoạch và đã cướp được thành công số tiền này khiến Từ Hy Thái Hậu vô cùng tức giận. Bà đã cho mời hai đại hiệp nổi tiếng lúc bấy giờ là võ sư Thượng Vân Tường.